Khu vực này là dưới ao nha cả nhà. Khu vực này dưới ao nha. Đó, ao thì cũng khá nhiều nước nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đi lên phía trên nhá. Chúng ta sẽ đi lên phía trên. Đó, ở cái chỗ bên đất của mình nhá. Bên đất của mình thì nó hơi rộng cho nên là thường sẽ đi nhờ đất bên này nha cả nhà. Thường sẽ đi nhờ đất bên này. Và cái đất, cái chỗ dốc nhất ấy, chỗ dốc nhất của mảnh đất này. Đây, chỗ dốc nhất của mảnh đất này thì nó mất tầm sào là nó thoải thoải xuống như thế này, là dốc nhất đấy nhá. Còn ở phía trên thì thoải rất là đẹp. Thoải đẹp nha cả nhà. Đó. Thoải một mặt nha cả nhà. Thoải một mặt. Thế đất thì thoải một mặt nha. Rồi. Xin được chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Tài Nguyên Đất nha. Hôm nay thì Thương sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một mảnh đất với tổng diện tích là 1 hecta 4. Hiện tại thì bà chủ đang bán với cái giá là 1 tỷ 4 nha cả nhà. Hiện tại bà chủ đang bán với cái giá 1 tỷ 4. Và đất thì có những gì mà giá như vậy nha cả nhà. Và xin mời cô chú anh chị mình cùng khám phá mảnh đất này để biết coi cái giá nó có phù hợp hay không. Và tại vì sao nó có cái giá như vậy nhé. Đây, như cô chú anh chị mình có thể thấy là trên đất có cà phê, có sầu riêng. Nhưng mà nguồn thu thì không có nha cả nhà. Tại vì cây trồng cũng khá là xấu nha. Cây trồng khá xấu. Được một cái là cái mảnh đất của chúng ta đường xá cực kỳ thuận tiện. Nó có 80 mét mặt tiền đường bê tông và ở khu dân cư sinh sống. Nó cách cách khu đông dân cư. Cách khu đông dân cư chỉ 2 cây số quay đầu thôi cả nhà. Cách khu đông dân cư 2 cây số quay đầu. Cách tỉnh lộ 681 là một cây đâu, cách tỉnh lộ 681 là 4 cây 8 số nhé. Tất cả các nhu cầu thiết yếu thì đều ở đấy nha cả nhà. Tất cả các nhu cầu thiết yếu thì đều ở đấy nha. Đó. Đấy, đặt đây. Đất nói chung là nó cũng hơi rộng một xíu nha. Phía đây cỏ rất là rộng nha cả nhà. Cỏ rất là rộng. Hôm nay cái thời tiết mà thường đi quay cái mảnh đất này thì thời tiết nó cũng không ủng hộ cho lắm nha cả nhà. Thời tiết nó cũng không ủng hộ cho lắm. Tại vì nó trời mưa nhá. Cho nên mình xuống phía dưới đất thì chung đất cũng khá là tơi xốp. Đi nún chân nha cả nhà. Đi nún chân nhưng mà nó hơi trơn trượt một xíu. Đó, cho nên là đi có thể là cái chất lượng hình ảnh thì nó cũng không được sắc nét cho lắm nhá. Cả nhà coi thì có thể thông cảm như thương nhá. Đó. Thì đây, ở những cái bên đây thì cái thế đất nó cũng giống y chang bên mình này, đang phát cỏ này. Rất là đẹp nha cả nhà. Cái thế đất rất là đẹp. Nhưng mà bên mình thì bây giờ đang để cỏ khá là tốt. Cho nên là đi lại nó cũng hơi chật vật, hơi phát cỏ. Phải phát cỏ đi thì nó mới đi lại với ngon lành được nha cả nhà. Phát cỏ đi thì đi lại với ngon lành được. Đó. Còn này thì nói chung là nó cũng quá rộng rồi. Thì diện tích là 1 hecta 4. Đất thì thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Có 80 mét mặt tiền đường bê tông và 80 mét mặt tiền đường bê tông. Rất gần với trung tâm trình chợ, cũng khá là gần với trung tâm trình chợ nha. Chỉ cách tỉnh lộ 681 là 4 cây 8 số và trung tâm trường chợ thì nó cũng ở ngoài đường tỉnh lộ này cả nhà. Đấy. Nó cũng nằm ở ngoài đường tỉnh lộ luôn. Nói chung là đất thì đẹp đấy nhưng mà mình thì đi xuống dưới thì nói chung là giờ mình không nhìn thấy đường nha cả nhà. Mình không nhìn thấy đường cho nên là đi nó hơi chật vật xíu nhá. Rồi quay video thì nó có cái độ rung lắc ở trong đấy nha cả nhà. Vì chân trượt mà cho nên là mình giữ cái điện thoại mình nó không vững được nha cả nhà. Đó. Nên cô chú anh chị mình xem video thì có thể thông cảm giúp mình nhé.
chủ yếu là những cái thông tin, những thông tin mà mình trao đổi ở đây thì rất là chính xác nha cả nhà. Đã đổ được 80 mét mặt tiền đường bê tông như thế này nha. Đó. Đường bê tông khá đẹp, chất lượng mặt đường này, đó rất là đẹp luôn, mới làm xong cho nên là rất đẹp nha. Đây, từ đây ra đến tỉnh lộ 681 là 4 cây 8 số này, ra đến ủy ban xã và tất cả các nhu cầu thiết yếu thì nó nằm tầm 4 cây 8 số luôn. Rồi ra đến đường quốc lộ 14 thì nó nằm tầm 10 km, đó là khu đông dân cư thì nằm tầm 2 km quay đầu cả nhà. Đó, ở đây là có sẵn đường điện rồi này, hiện tại chưa ở nhà, nếu có chú anh chị mình dựng nhà thì có thể kéo điện bất cứ lúc nào nha. Và đây đội nhóm của em thì đã mặc áo mưa hết rồi, em là thằng nì nộm nhất, chưa có mặc áo mưa nha. Đó, thời tiết nó không ủng hộ cho lắm, nhưng mà vẫn đi quay đất cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Rồi, bây giờ thì xin mời cô chú anh chị xem những cái hình ảnh ở trên cao. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Xin trên màn hình thì cô chú anh chị có thể thấy được cái đường bê tông khá đẹp. Và đây, phía dưới đây cả nhà, phía dưới có một cái hồ nhá, từ cái chỗ múc mương đấy là sang bên kia là cá tốt, nó không phải nha cả nhà, cá xấu của mình. Đây đó, có cái hồ này, có một số trụ tiêu với lại cà phê điều, rồi ít cây sầu riêng nữa. Nguồn thu thì không được nhiều nha cả nhà. Đó thì đất rất là thoải đẹp luôn, từ phía dưới này nhìn lên thì có thể thấy được rất là đẹp nha cả nhà. Đó, và mặt đường bê tông thì thẳng tắp nha, mặt đường bê tông rất là thẳng luôn. Đó, đây mặt đường bê tông này cực kỳ thẳng nha cả nhà. Đó, đây mình bay ngang xuống dưới nhé, các cái cây to là cây điều nha cả nhà, các cây to cây điều, các cái cây nhỏ nhỏ cây tiêu cà nha. Đó, cái hồ nước cũng hơi đục, mưa xuống nha cả nhà, mưa xuống nên nước rất đục nha. Và em quay ra chỗ khu dân cư để cả nhà cùng tham khảo nha. Đó, ngay ngoài đây là khu dân cư rồi, ở trên thì sương mù cũng khá là nhiều cho nên là hơi khó nhìn nha cả nhà. Đó, dân cư sống rất là nhiều nha cả nhà. Bây giờ thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video này.